Hi, chào anh em, chào mừng em đến quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Mở đầu cho chuỗi sản phẩm laptop 2023 sắp tới trên channel Laptop World thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tới với một cái sản phẩm Ultrabook dành cho văn phòng. Một chiếc laptop xoay gập 360 độ của nhà Asus và đây là một cái dòng Ultrabook cao cấp. Chúng ta sẽ có rất nhiều thứ gọi là xịn sò nhưng mà nó đến từ năm ngoái anh em ạ. Và với phiên bản của năm nay thì phải nói thật là cái chiếc laptop này nó không có sự thay đổi quá là nhiều. Và đây chính là chiếc Asus Zenbook 14 Flip OLED phiên bản 2023. Trong video này chúng ta sẽ cùng đi đánh giá, trải nghiệm và xem một số những thay đổi thực sự là tinh tế trên chiếc laptop này, mang lại trải nghiệm khá là tối ưu cho người dùng anh em nhé. Còn bây giờ thì đến ngay với intro nào. Cái sự thay đổi lớn nhất trên chiếc laptop này không có gì khác, đó chính là về cấu hình. Một con Intel i5 Gen 13 dòng P và đây là một con CPU Intel Evo. Nó gần như là mang đến trong ta hiệu năng mạnh mẽ hơn so với cả Intel Gen 12 dòng P năm ngoái. Và gần như chỉ có vậy mà thôi. Đó là tất cả những thứ thay đổi về hiệu năng trên chiếc laptop này mới mẻ nhất. Và đây cũng là cái thay đổi lớn nhất. Vậy thì còn những cái thay đổi liên quan tới trải nghiệm của máy thì sao? Đây mới là cái thứ mà chúng ta quan tâm nhiều nhất. Có thể nói qua một chút nhá. Trước đây người dùng quan tâm về một chiếc laptop xoay gập 360 độ chỉ là nó có thể xoay gập 360 độ. Dần dần người ta quan tâm hơn về một cái thiết kế nó phải cứng cáp hơn một chút. Họ cũng đã có cho chúng ta một chiếc máy với thiết kế cứng cáp hơn ở những phiên bản trước. Rồi dần dần người ta quan tâm tới một cái trải nghiệm mà khi sử dụng xoay gập ở những tư thế nó có được thực sự là chắc chắn hay không. Và Asus hay là những hãng khác bắt đầu cải tiến cho chúng ta về phần bản lề. Và bây giờ đây, người dùng lại quan tâm thêm những thứ thực sự là chi tiết hơn nữa. Và Asus họ cũng đã đáp ứng cho chúng ta điều đó. Kể như cái phần mặt xây ở đây. Nếu như mà chúng ta không để ý kỹ từ phiên bản năm trước sang phiên bản hôm nay, có thể chúng ta sẽ thấy là nó không có sự khác biệt gì đúng không nào? Nhưng mà mình sẽ nói có một chút sự khác biệt nhỏ này. Đầu tiên là chúng ta vẫn phải kể đến những cái mấu cao su ở bốn góc của máy. Những cái mấu cao su nhỏ như thế này. Tuy là nhỏ như vậy thôi nhưng mà nó có một cái công dụng cực kỳ lớn anh em ạ. Nó giúp cho cái chiếc máy này có thể hoàn toàn đứng tốt ở cái phần mặt bàn khi mà ta đặt xuống, mà không bị lo cái phần mặt C, cái phần vật liệu nhôm mặt C này nó bị cạ xuống mặt bàn gây xước máy trong thời gian dài sử dụng. Đó là một cái điểm mà chúng ta cảm thấy rất hài lòng đúng không nào? Và một cái cải tiến nhỏ tinh tế như vậy thôi nhưng mà nó cũng mang tới một hiệu quả rất là đáng ngờ. Tiếp theo nữa, đây chính là ở cái phần khu vực bàn phím. Cái phần khung bàn phím này, những phiên bản năm ngoái họ làm gần như là không có khác gì so với cả phiên bản laptop thường, Zenbook 14 thường. Thì phiên bản năm nay, dòng Flip, họ cho chúng ta riêng một cái khu vực nó thấp hẳn xuống bên dưới bề mặt bàn phím. Và tổng thể các cái keycap này, cái độ cao của nó cũng không vượt quá cái bề mặt trên của mặt C này. Cho nên là khi mà chúng ta úp máy xuống mặt bàn, chúng ta cầm nắm thì cũng hạn chế tối đa cái việc rằng là cái phím này nó bị đè xuống anh em ạ. Một cái thiết kế rất là thông minh đúng không nào? Và cái ưu điểm này nó không chỉ đến cho cái việc là chúng ta úp xuống mặt bàn đâu, mà nó còn đến cả cái việc chúng ta khi mà gập máy xuống như thế này. Nó giúp cho chiếc máy chúng ta gập khít hơn mà bàn phím không hề bị chạm vào màn hình. Đó, một cái rất là hay. Ok. Ở đây là một số những cái điểm mà cải tiến nhỏ thôi nhưng mình thấy nó cực kỳ là tinh tế. Thì anh em có thể để ý cái khu vực bàn phím họ làm cho ta những cái gờ xung quanh, bao quanh bàn phím nó rất là cao và bàn phím thì nó thấp hẳn xuống dưới. Về cái trải nghiệm gõ thì nó không hề ảnh hưởng một chút nào nha. Hành trình phím bấm vẫn rất là sâu, rất là tốt và cái độ chắc chắn này vẫn được giữ cho chúng ta rất là tối ưu. Miễn chê trên cái phần mặt C này họ cải tiến cho tất cả mọi thứ và mình cảm thấy rất hài lòng. Hay là kể như cái phần trackpad kích thước rất là lớn này. Một chiếc laptop 14 inch không có trong ta number pad thì chúng ta sẽ có trên cái phần trackpad này và chúng ta có thể dễ dàng nhập số liệu ở trong này luôn. Chỉ có Asus mới dám làm điều đó mà thôi. Rất tuyệt vời đúng không nào? Ok, mình sẽ đi nói qua một chút nữa về những cái thứ xung quanh của chiếc laptop này. Trong phiên bản năm nay chúng ta vẫn sẽ có một chiếc màn hình tỷ lệ khung hình 16:10, sẽ có kích thước là 14 inch cho độ phân giải là 2.8K, tấm nền OLED và độ phủ màu đạt lên tới 100% DCI-P3. Cho chúng ta độ sáng rất là 400 nit với hiển thị nội dung thường và lên tới 550 nit cho nội dung HDR anh em ạ. Một chiếc màn hình theo mình thấy nó là đủ sáng đúng nào, đủ sáng để chúng ta có thể quan sát tất cả mọi thứ. Và đây là một chiếc màn hình OLED cho chúng ta cái lớp phủ gương và nó cũng có cho chúng ta cả cảm ứng nữa anh em ạ. Một cái phần cảm ứng mà mình phải công nhận là bây giờ đây nó mượt không khác gì một chiếc smartphone đâu. Phải nói là nó rất mượt. Sở đến đây rất là thích anh em ạ. Lướt rất là phê. Ok. Một cái điểm nhỏ nữa mà mang lại một cái trải nghiệm sử dụng màn hình cảm ứng nó thích, đó chính là về cái tần số quét màn hình. Cái tần số quét màn hình nó cũng phải mượt đúng không nào? Thì vẫn được giữ một cái ưu điểm của năm ngoái, đấy chính là tần số quét 90Hz. Phiên bản năm nay chúng ta cũng sẽ có một tần số quét đủ cao 90 Hz để có thể gọi là lướt hay là xem phim hay là chơi game nó được mượt mà hơn. Đó là một cái điểm mình thấy nó khá là tối ưu. Viền màn hình thì vẫn được làm mỏng như thế nhá, không có gì thay đổi nhiều. Phần viền màn hình viền dưới thì trong một chiếc laptop xoay gập 360 độ nó vẫn sẽ hơi dày một chút ở phần viền dưới này. Nó sẽ vừa là một khu vực để cho chúng ta có thể dễ dàng cầm nắm, tránh chạm tay vào màn hình, và nó cũng sẽ vừa là những cái công nghệ cảm ứng ở phía bên dưới này anh em nhá. Ngoài ra nữa thì ở phía bên trên chúng ta cũng sẽ có đủ cả webcam để cảnh báo hoạt động webcam, cũng như là micro thoại, cũng như là camera IR nữa để có thể bảo mật khuôn mặt thông qua video hello. Và đó là những trang bị ở trên phía phần màn hình. Còn về cái thiết kế bên ngoài thì phải nói thật là gần như đây là một chiếc máy sử dụng lại nguyên thiết kế, ngôn ngữ thiết kế của năm ngoái. Thiết kế vẫn rất đẹp mà, đúng nào? Nếu như chúng ta nhìn lướt qua chúng ta cũng sẽ khó để có thể phân biệt được đâu là phiên bản 2022 và đâu là phiên bản 2023. Mà cái điểm mấu chốt ở đây nó đến từ cái khu vực bàn phím cũng như là cấu hình. Ok. Mình nghĩ là mình không cần phải nói quá nhiều về cái thiết kế bên ngoài nữa đâu anh em nhá. Một cái thiết kế nó đủ chắc chắn, cứng cáp và rất khó để có thể lắc được flex trên phần màn hình hay là ở phía dưới phần mặt C. Rất chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nói qua một chút về thông số cấu hình cũng như là hiệu năng của chiếc laptop này trước khi mà tới phần kết thúc của video. Chúng ta sẽ có đây là một con CPU Intel Gen 13 Underlake như đầu video mình đã nói đấy. Chúng ta sẽ có là con i5 1340P anh em ạ. Thì với con 1340P thì chúng ta sẽ có là 12 nhân và 16 luồng, trong đó thì có 4 nhân hiệu năng cao và 8 nhân tiết kiệm điện. Chúng ta sẽ có cái mức xung nhịp turbo trên 4 nhân hiệu năng cao có thể đẩy lên tới là 4.6 GHz. Nó là đủ mạnh mẽ trên một cái chiếc Ultrabook như thế này và chúng ta có thể sử dụng vào rất nhiều tác vụ. Mình có thể kể qua một chút như kiểu chúng ta có thể sử dụng vào để quẩy một số tựa game nhẹ Valorant, CSGO, LOL, FIFA Online vô tư thoải mái luôn trên chiếc laptop này nhá. Hay là chúng ta cũng có thể edit video TikTok qua CapCut này, Premiere này, chỉnh sửa hình ảnh qua Photoshop, Lightroom, thiết kế đồ họa một chút nhẹ nhàng qua Illustrator cũng là vô tư anh em nhá. Và đó là về CPU. Ngoài ra chúng ta sẽ có là RAM 16GB LPDDR5. Băng thông trên chiếc laptop này với con RAM 16 LPDDR5 sẽ để là 4080MHz. Nó vừa đủ mạnh mẽ đúng nào, và nó được lắp đặt sẵn ở trên máy là quad channel luôn. Với quad channel và 16GB LPDDR5 chúng ta hoàn toàn không phải nghĩ về việc nâng cấp nữa, và em nó cũng không cho phép chúng ta nâng cấp. Với 16GB chúng ta có thể sử dụng vào rất nhiều tác vụ rồi, đa tác vụ vô tư thoải mái rồi anh em ạ. Về SSD thì chúng ta sẽ có là SSD 512GB nhưng mà có thể nâng cấp. Các đồ họa sẽ sử dụng là Intel Iris Xe Graphics, và cuối cùng sẽ là Wi-Fi. Ở đây chúng ta sẽ được sử dụng một con Wi-Fi khá là cao cấp, đấy chính là Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz. Đây là một con Wi-Fi mà mang đến một cái độ ổn định này, mức giá thành hợp lý này, và cũng như là cái tốc độ đường truyền nó rất là cao. Cho nên là mình không có gì bàn cãi về cái trang bị trên laptop này nữa. Mọi thứ nó rất hợp lý rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng đi qua một số những cái thứ nữa trên chiếc laptop này mà anh em cần phải lưu ý nếu mà anh em muốn lựa chọn mua. Về pin, một viên pin 4 cell và 75Wh cho một chiếc laptop 2,8K, độ sáng tới 400 nit thì có thể sử dụng được bao lâu? Nếu mà chúng ta bật mắc công suất, chúng ta vào chúng ta xem YouTube 4K hay là chúng ta làm rất nhiều tác vụ, chạy đa tác vụ ở mức độ sáng màn hình cao thì mình nghĩ em nó sẽ chỉ trụ trong khoảng độ 3 cho tới 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng tác vụ tối ưu cho thời lượng pin hơn, ví dụ như là chúng ta xem lại video này hay là chúng ta sử dụng vào những tác vụ văn phòng nhẹ nhàng hơn, soạn thảo cơ bản chẳng hạn, thì em nó có thể trụ được lâu hơn 6, 7 thậm chí là 8 tiếng. Bởi vì em nó có một cái tiêu chuẩn ở đây mà mình rất là thích, đấy chính là Intel Evo. Với con Intel Evo này thì bắt buộc là với một tác vụ ví dụ là phát lại video trên máy được lưu sẵn trên máy ở mức độ sáng mình trung bình, em nó phải trụ được trên 9 tiếng đồng hồ thì nó mới đạt cái chuẩn cái tem Intel Evo này anh em nhá. Và cái chiếc laptop này chắc chắn nó sẽ đạt được điều đó với cái viên pin 4 cell và 75Wh. Ok, về cổng kết nối đi, chúng ta sẽ ngó qua một chút về cổng kết nối. Không khác gì so với cả năm ngoái, đúng nào anh em? Chúng ta sẽ có một cổng A ở bên cạnh trái của máy. Cổng A này sẽ là 3.2 Gen 2, tốc độ cao. Bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có thêm một cổng HDMI full size này, một jack audio 3.5 combo, hai cổng Type-C Thunderbolt 4 và hết. Tất cả chỉ như vậy mà thôi. Nếu mà chúng ta muốn cắm sạc, chúng ta sẽ phải thòng dây qua bên phải này. Nó sẽ hơi vướng víu một chút. Còn nếu chúng ta muốn cắm chuột, chúng ta lại thòng dây qua bên trái này. Nó sẽ bắt chéo vào nhau. Ok, một chút giá như mà Asus họ cho bớt một cổng C này qua bên kia đi và cho cổng A sang bên này thì có vẻ như là nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ đi dây gọn gàng hơn, đúng không nào anh em? Ok, còn về những cái thứ khác thì mình nghĩ là mình sẽ không cần phải nói nhiều nữa nhé. Nếu như mà anh em thực sự quan tâm tới những cái bài test hiệu năng chi tiết ở trên một số con CPU dòng P Gen 13 mới này thì mình sẽ làm thêm một cái video mới nữa. Tại vì là tới thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là thời lượng video cũng khá là dài rồi, cho nên là mình sẽ hẹn anh em trong video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng test hiệu năng trên laptop này anh em nhá. Còn bây giờ thì đừng quên đá lại một chút nào cho Laptop World một like, một sub cũng như nhấn nút chuông là không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.